Showbiz Hoa ngữ dịp cuối năm nhộn nhịp với nhiều sự kiện giải trí, lễ trao giải, tham dự loạt thảm đỏ là những ngôi sao có danh tiếng cao đang thống trị ngành giải trí. Đáng chú ý thì trong dàn mỹ nhân 9X đang chạy show khắp các sự kiện lớn nhỏ, cái tên Cúc Tịnh Y mất hút. Sự vắng mặt của nữ thần tượng khiến dân tình phải đặt câu hỏi, mỹ nữ 4.000 năm có một đâu rồi. Với sự nổi tiếng của mình, Cúc Tịnh Y nhiều lần vào top nữ nghệ sĩ triển vọng thâu tóm showbiz Trung Quốc trong tương lai. Đáng tiếc thì Cúc Tịnh Y không đáp ứng được kỳ vọng nói trên. Theo Sina, cho năm 2023, tên tuổi, địa vị và tần suất xuất hiện của Cúc Tịnh Y xuống dốc thấy rõ. Cô vẫn tham gia các dự án mới nhưng không còn được chú ý như trước. Ngoài lễ trao giải, minh chứng khác cho thấy sự nghiệp của Cúc Tịnh Y đang gặp khó khăn là cô không nhận được hợp đồng quảng cáo từ thương hiệu danh tiếng, lời mời tham gia show truyền hình, chụp ảnh tạp chí và dự sự kiện thương mại. Theo QQ, sự tụt dốc của Cúc Tịnh Y là hậu quả của việc cô diễn xuất thảm họa, liên tục thất bại trong các dự án phim như Như Ý Phương Phi, Mộ Nam Chi, Hoa Nhung, Thư Sinh Xinh Đẹp, Hãy Yêu Nhau Dưới Ánh Trăng Tròn. Hiện cái tên Cúc Tịnh Y đi liền với mác phim dở. Năm 2021, cô ẵm giải nữ diễn viên tệ nhất tại Cây Trời Vàng, giải thưởng được ví như mâm xôi vàng của Trung Quốc. Vì danh tiếng diễn kém đã ăn sâu vào tiềm thức khán giả, các tác phẩm của Cúc Tịnh Y hiện tại không được người xem đón nhận nhiệt liệt, rating kém khả quan. Khán giả mãi chỉ nhớ đến cô với ngoại hình chỉ đẹp khi chụp ảnh, còn lên hình lại đơ cứng. Trong cuộc khảo sát trên diễn đàn Newban và Hupu vào đầu năm nay, khán giả bày tỏ không muốn xem các phim do Cúc Tịnh Y đóng. Theo iFan, Cúc Tịnh Y đang bị chính công chúng đào thải. Để cứu vãn danh tiếng, thời gian qua, Cúc Tịnh Y tích cực quay lại với mảng âm nhạc với tư cách ca sĩ thần tượng. Tuy nhiên, cô không có bài hát nào thành hit trên thị trường, tiết mục biểu diễn cũng chẳng viral. Cúc Tịnh Y được biết đến là mỹ nhân thị phi, lười phấn đấu và mắc bệnh ngôi sao trầm trọng ở showbiz Trung Quốc. Việc dễ dàng có được vai chính trong các dự án phim khiến nữ thần tượng này ngạo mạn, thiếu chuyên nghiệp khi làm việc. Trên phim trường, Cúc Tịnh Y không chịu chấp nhận làm xấu vì nhân vật, lệ thuộc hoàn toàn vào diễn viên đóng thế và lồng tiếng, đi trễ về sớm, có những yêu sách quá đáng với nhà sản xuất. Khi làm giám khảo chương trình Quốc phòng Mỹ thiếu niên, Cúc Tịnh Y bị chỉ trích có thái độ coi thường thí sinh và khán giả. Cô có năng lực chuyên môn yếu kém nhưng lại ra vẻ bề trên như thường chỉ tay vào mặt thí sinh, luôn tỏ thái độ không hài lòng khi bị phản bác trong lúc tranh luận. Cúc Tịnh Y cũng khiến công chúng ngán ngẩm vì luôn nằm dài ngả ngớn trên ghế trong show truyền hình. Không chỉ vậy, nữ thần tượng còn bị phát hiện nói dối về tài năng để tâng bốc chính mình. Cô từng giới thiệu bản thân biết chơi nhiều loại nhạc cụ như piano, violon. Tuy nhiên, khi trình diễn tiết mục violon trong ca hội tốt nghiệp trên Đài Hồ Nam, Cúc Tịnh Y bị người trong ngành âm nhạc tố kéo đàn giả để lừa gạt khán giả. Sau nhiều thị phi, Cúc Tịnh Y bị mất điểm trong mắt công chúng. Theo QQ, giới giải trí Hoa ngữ đang chứng kiến sự chuyển giao thế hệ mạnh mẽ, trong đó thì lứa tiểu hoa đán thuộc thế hệ 9X đang chiếm lĩnh về lượng người hâm mộ và mức độ phổ biến với khán giả đại chúng. Sina nhận định nếu xét về yếu tố hot truyền thông, Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Ngô Thư Hân, Quan Hiểu Đồng đang chiếm sóng. Xét tới yếu tố diễn xuất tương đối ổn thì những cái tên được chọn là Vương Sở Nhiên, Điền Hi Vi, Trương Tịnh Nghi. Với Cúc Tịnh Y, cô đã không còn được nhắc đến ở cả hai tiêu chí này. Theo Sina, ở tuổi 29, sự nghiệp nghệ thuật của Cúc Tịnh Y không có bước đột phá. Cô vẫn đắm chìm trong danh hiệu mỹ nữ 4.000 năm có một. Vì ám ảnh với danh xưng này, thay vì tập trung cải thiện năng lực, Cúc Tịnh Y chỉ làm mọi cách để che đi những khuyết điểm ngoại hình như tóc mỏng, vai xuôi hay chiều cao hạn chế. So với dàn mỹ nhân 9X nói trên, Cúc Tịnh Y đóng phim 8 năm nhưng vẫn không có tác phẩm tạo tiếng vang hay vai diễn tiêu biểu nào. Với sự nghiệp diễn xuất nhạt nhòa, nhan sắc giao kéo nhiều tranh cãi và hình tượng thị phi thiếu tích cực, nữ nghệ sĩ này tự đánh mất hào quang, bị lứa đàn em nổi sau như là Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Ngô Thư Hân vượt mặt. Hiện tại thì Cúc Tịnh Y được nhận xét giống hot girl mạng hơn là một nghệ sĩ thực thụ vì không còn được trọng dụng trong giới. Thay vì các hoạt động nghệ thuật, trang cá nhân của cô ngập tràn bộ ảnh chụp đời thường khoe nhan sắc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video này hay thì hãy like, chia sẻ và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để cập nhật những tin tức mới nhất quý vị nhé. Và ngay bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.